Hàng Thân xin được mến chào tất cả quý cô chú và anh chị. Quý cô chú và anh chị mình nghĩ rằng tài chính 600 triệu, 700 triệu có thể mua được một căn nhà sổ hồng riêng, đường ô tô đến nơi mà nằm trong khu vực trung tâm đầy đủ tiện ích không ạ? Ở đây thì em Thương nói là sổ hồng riêng nha quý cô chú và anh chị, không phải đồng sở hữu hay là sổ chung, sổ hồng riêng có hỗ trợ vay ngân hàng. Quý cô chú và anh chị mình chỉ cần có trong tay tài chính 6 đến 700 triệu là đã có thể sở hữu căn nhà ngày hôm nay mà em Thương giới thiệu cho quý cô chú và anh chị rồi. Một căn nhà nằm trong khu dân cư ở hiện hữu rất là đông đúc luôn, hàng xóm ở san sát hết rồi. Ở đây thì hầu như là cô chú và anh chị ở các quận trung tâm về đây tìm nhà để an cư lập nghiệp thì rất là nhiều ha. Mật độ xây dựng của khu vực này thì rất là đông. Cô chú và anh chị mình yên tâm về cái độ mà bị quy hoạch ha. Nhà mình đảm bảo là không có bị quy hoạch tranh chấp gì hết. Nhưng mà trước khi tiến hành mua bán là em Thương cũng sẽ đi hỗ trợ đi test quy hoạch, trả lời bằng văn bản để cho quý cô chú và anh chị mình yên tâm hơn. Và căn nhà mà ngày hôm nay em Thương muốn giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị là căn nhà có diện tích ngang 4, dài 16, thiết kế của nó là một trệt, một lầu, công năng sử dụng 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, đường ô tô đến nơi. Căn nhà của mình có pháp lý là sổ hồng riêng nè, đất thổ cư 100%. Cô chú và anh chị mình không đủ tài chính thì mình có thể cắm sổ vay ngân hàng thoải mái ha. Ở đây thì em Thương sẽ hỗ trợ quý cô chú và anh chị mình tất cả các giấy tờ thủ tục cần thiết để cho quý cô chú và anh chị mình có thể sở hữu được căn nhà ngày hôm nay. Dạ thì đây là cái khu dân cư của mình nè, đường nhựa thì rất là sạch sẽ nè, ô tô xe tải mình di chuyển qua lại rất là đông đúc, mua bán ở khu vực đầu đường thì sầm uất ha, tiện ích cái gì cũng có luôn. Quý cô chú và anh chị mình chỉ cần di chuyển ra vài bước chân thôi, buổi sáng nè mình vừa tập thể dục mà quý cô chú và anh chị mình di chuyển ra đầu đường một xíu là đã có quán ăn sáng rồi, quán cà phê ha, tiệm tạp hóa, mình di chuyển thêm một xíu nữa khoảng tầm 500m là đã ra tới chợ rồi ha quý cô chú và anh chị. Vị trí căn nhà mà ngày hôm nay em Thương giới thiệu cho quý cô chú và anh chị là nằm trong cái trục đường này ha, đường ô tô mình di chuyển đến nhà luôn. Dạ thì cái khu vực này lúc trước á, chủ đầu tư thiết kế cho quý cô chú và anh chị mình một cái khoảng sân rất là rộng rãi để nhà mình mà có ô tô á, cô chú và anh chị mình không cần phải di chuyển thẳng vào bên trong căn nhà để cái phần sân mình nó bị chật. Nên là chủ đầu tư của khu vực này đã làm cho mình cái khoảng sân để cho quý cô chú và anh chị nhà có ô tô thì mình có thể đậu ở khu vực này luôn ha. Rất là tiện nè. Cái khoảng sân này thì rất là rộng rãi luôn. Hoặc là khi nhà mình mà có đám tiệc á, cô chú và anh chị mình cũng có thể thoải mái sử dụng cái khoảng không gian sân chung này ha. Cô chú và anh chị mình nhìn khu dân cư của mình thì mình thấy sao mà đóng cửa nhiều quá, chắc không có ai ở, nhưng mà thực tế thì cô chú và anh chị ở khu vực này mình còn đang đi làm ở các quận trung tâm thành phố. Vì từ nhà mình mà kết nối đến các quận trung tâm thì đâu đó khoảng từ 15 đến 30 phút thôi, tùy theo khu vực mình có thể đi đi về về nè, vừa ở vừa làm việc ở các quận trung tâm ha quý cô chú và anh chị. Dạ thì đây là cái khoảng sân trước căn nhà của mình nè. Vị trí căn nhà của mình thì đã có số nhà luôn rồi ha cô chú và anh chị, nên là cô chú và anh chị mình về yên tâm ở đây mà an cư lập nghiệp nè. Nhà của mình thuộc hướng nam ha. Cô chú và anh chị nào lâu nay đang đi tìm nhà ở khu vực gần chợ Bình Chánh, cần tìm một căn nhà hướng nam có pháp lý sổ hồng riêng, trong tay tài chính khoảng tầm 6 đến 700 triệu thì có thể tham khảo căn nhà ngày hôm nay của em Thương ha. Và đây là nhân vật chính mà ngày hôm nay em Thương muốn giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị một căn nhà sổ hồng riêng phân khúc giá rẻ ha. Từ vị trí căn nhà của mình, quý cô chú và anh chị mình quan sát đối diện khu dân cư của mình thôi, cái mật độ xây dựng rất là nhiều ha. Ở đây thì em Thương còn rất là nhiều mẫu nhà nè. Nếu cô chú và anh chị mình đang cần tìm một căn nhà có diện tích rộng rãi hơn căn nhà ngày hôm nay, thí dụ như là ngang 4m rưỡi, dài 24-25 thì có thể liên hệ ngay cho em Thương ha. Phía bên kia thì quý cô chú và anh chị mình thấy nè, xây rất là nhiều ha, những mẫu nhà một trệt một lầu, những mẫu nhà rất là hiện đại luôn. Nên là cô chú và anh chị mình quan tâm thì tranh thủ nhấc máy và gọi liền cho em theo số điện thoại là 0935 383 449. Và quý cô chú và anh chị mình nhìn nè, cái khoảng sân trước của mình á, thì khúc này đã được lót gạch vỉa hè rất là sạch sẽ nè, chống trơn trọt ha. Bên trên là toàn bộ đã được làm mái che sẵn cho mình rồi, cô chú và anh chị mình về đây mà có đậu xe thì cũng đỡ nắng đỡ mưa ha. Nhà mình đồng hồ điện nước đã có sẵn rồi, nhà pháp lý sổ hồng riêng thì tất nhiên là cũng sử dụng điện nước riêng ha quý cô chú và anh chị. Hồ nước thì đã có trước cửa nhà của mình rồi, còn đồng hồ điện là nằm ngoài trụ cột của nhà nước ha, nên là cô chú và anh chị mình yên tâm về đây mình xài bao nhiêu thì mình thanh toán bấy nhiêu thôi. Còn bây giờ thì em Thương sẽ đi vào chi tiết của căn nhà ngày hôm nay để giới thiệu cho quý cô chú và anh chị. Dạ thì đây là khoảng không gian phòng khách bên trong của căn nhà ngang 4 dài 16, một khoảng không gian phòng khách khá lý tưởng để cho quý cô chú và anh chị mình có thể để vừa được nhiều nội thất cần sử dụng cho gia đình nè. Căn nhà của mình thì lúc trước là gia chủ đã ở rồi, nhưng mà quý cô chú và anh chị mình quan sát nhà mình còn khá là mới, rất là khang trang luôn. Cô chú và anh chị mình về thì không có cần phải tu sửa gì nhiều đâu, mình chỉ cần sơn lại một xíu nữa thôi là đã có thể sở hữu một cái căn nhà rất là mới. Hai bên vách tường của mình thì được ốp gạch lên khá là cao nè. Quý cô chú và anh chị mình về đây dọn vệ sinh lau chùi sẽ sạch sẽ và dễ dàng hơn. Trần nhà thì được dịch cấp rất là đẹp nè, có trang trí những bóng đèn. Cửa chính của mình là cửa bằng sắt, ốp kính cường lực dày dặn, có trang bị sẵn rèm cho mình hết rồi. Cô chú và anh chị mình về đỡ những khoản chi phí lặt vặt ha.
Và đặc biệt là nhà mình có tới hai lớp cửa lận quý cô chú và anh chị, bên trong còn một lớp cửa kéo nữa ha. Quý cô chú và anh chị mình về đây thì không cần phải trang bị gì thêm đâu, đỡ rất là nhiều khoản chi phí cho cô chú và anh chị mình luôn. Một căn nhà rất là an ninh nè. Và đây là cái khoảng không gian nối tiếp giữa phòng khách và phía sau thì gia chủ đã làm cho mình một cái kệ tủ để cho quý cô chú và anh chị mình có thể vừa ngăn cách ra nè, mà có thể vừa trang trí những cái chậu cây, chậu kiện, những cái vật phong thủy của gia đình ha, bằng chất liệu bằng gỗ nè quý cô chú và anh chị, rất là chắc chắn ha, cũng như là tránh mối mọt rất là tốt nè. Ở đây thì còn có thêm một lớp rèm cho mình hết rồi nè quý cô chú và anh chị. Đây cầu thang lối đi lên trên lầu và nhà vệ sinh để cho mình tiện việc sử dụng chung, một cái diện tích rộng rãi để gia đình mình có thể thoải mái sinh hoạt ha quý cô chú và anh chị. Trang thiết bị nội thất cơ bản thì hầu như đã có hết rồi. Và đây là khoảng không gian phòng bếp. Quý cô chú và anh chị mình có thể đặt bàn ăn 4 đến 6 ghế nè. Bên đây thì đã có sẵn cho mình là kệ tủ dưới hết rồi nè. Cô chú và anh chị mình về nếu có nhu cầu thì mình có thể đóng thêm một cái kệ tủ bếp trên ha. Xung quanh thì được ốp gạch tường khá cao, có bồn rửa nè. Và có cả cửa sổ cho mình nữa nè, để khi quý cô chú và anh chị mình nấu ăn thì có mở thể mở ra, tránh việc ám mùi vào bên trong căn nhà ha. Đường ống cấp nước, ổ điện đã được chừa sẵn hết rồi. Một căn nhà diện tích nho nhỏ thôi, khá là xinh xắn, ngang 4 và 16 nhưng mà đầy đủ công năng sử dụng cho gia đình có thể ở từ 4 năm thành viên nè quý cô chú và anh chị ha. Về đây mà quý cô chú và anh chị mình vừa thuận tiện đi làm ở các quận trung tâm thành phố, mà về đây mà con em mình đi học thì cũng thuận tiện ha. Cách bán kính khoảng tầm 500m đến 1 cây số là đã có trường học rồi, đi chợ thì còn càng thuận tiện hơn. Từ nhà mình mà di chuyển ra khu công nghiệp Cầu Tràm, chợ Trung Thành chỉ đúng 500m thôi ha quý cô chú và anh chị, một tuyến đường rất là thuận tiện nè. Quý cô chú và anh chị mình về đây mà có người lớn tuổi á thì mình có thể đi bộ ra là đã tới chợ rồi ha, rất là tiện luôn cô chú và anh chị ơi. Và em Thương đã di chuyển lên tới khoảng không gian bên trên tầng lầu rồi. Không gian bên trên đây thì thiết kế cho mình tổng cộng là 2 phòng ngủ ha. Một cái diện tích rộng rãi. Cái này thì mình thoải mái thiết kế được nhiều nội thất nè. Có rèm nè, có cửa sổ nè. Để mở ra lấy tháng, lấy gió ha quý cô chú và anh chị ha. Khu vực nhà mình nè quý cô chú và anh chị mình quan sát. Rất là mát mẻ luôn. Không khí thì trong lành nè. Đây là nhà vệ sinh để cho mình tiện việc sử dụng chung. Nhà vệ sinh của mình thì ốp gạch khá cao. Trang thiết bị nội thất cơ bản thì cũng được trang bị giống như nhà vệ sinh ở bên dưới rồi. Và đây là căn phòng cuối cùng. Quý cô chú và anh chị mình có thể để là phòng thờ hoặc là phòng ngủ ha. Cái diện tích cũng vừa vặn thôi, mình có thể để giường, để niệm, để một số trang thiết bị nội thất cơ bản ha. Có cửa sổ nè, có cả ban công nữa. Rèm thì được trang bị từ dưới lên trên cho mình hết rồi. Cô chú và anh chị mình về thì tiết kiệm được khá khá. Cửa sổ của mình thì được làm 2 lớp nè, có những khung sắt bảo vệ. Bên đây thì có ban công nè. Ban công ngoài đây thì quý cô chú và anh chị mình có thể đón nắng để phơi đồ nè, hoặc là mình phơi đồ ở dưới khu vực ở sân trước của mình ha. Nhà mình hướng nam nữa, quý cô chú và anh chị mình đón nắng phơi đồ buổi sáng thì rất là hợp lý nè. Dạ thì vừa rồi là những chi tiết bên trong căn nhà cũng như là thông tin của căn nhà này, mà căn nhà có pháp lý là sổ hồng riêng thì hiện tại gia chủ muốn bán lại cho quý cô chú và anh chị với mức giá là 1 tỷ 300 triệu. Đây là giá thật 100%, không phát sinh thêm, còn thương lượng trực tiếp với chủ. Cô chú và anh chị mình quan tâm thì cứ sắp xếp thời gian xuống xem nhà thực tế. Em Thương giới thiệu căn nhà nào thì sẽ dẫn quý cô chú và anh chị mình đi xem đúng căn nhà đó. Quý cô chú và anh chị mình đi xem nhà giờ nào cũng được, ngày nào cũng được, em Thương sẵn sàng hỗ trợ quý cô chú và anh chị. Quý cô chú và anh chị mình chỉ cần có trong tay khoảng 600-700 triệu là đã có thể sở hữu được cái căn nhà này rồi ha. Một căn nhà nằm trong khu vực nè, cái mật độ xây dựng rất là nhiều nên cô chú và anh chị mình yên tâm về cái độ bị quy hoạch ha. Nếu khu vực nhà mình bị quy hoạch chắc chắn không ai dám bỏ ra một số tiền lớn, đặc biệt là những chủ đầu tư lớn bỏ ra để xây rất là nhiều nhà ha quý cô chú và anh chị. Và cuối cùng thì em xin chúc cho tất cả quý cô chú và anh chị mình sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp nhất cho gia đình. Quý cô chú và anh chị mình có nhu cầu tìm nhà như thế nào thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em theo số điện thoại là 0935 383 449 để em hỗ trợ tư vấn cho quý cô chú và anh chị những căn nhà thật sự phù hợp nhất để cho quý cô chú và anh chị mình sớm có sự lựa chọn ha.